Lúc bây giờ tôi làm báo với bố tôi còn trẻ lắm anh. Trước khi bố tôi biết chúng bố tôi sẽ bị giết, nghĩa là sẽ bị họ thủ tiêu, cho nên bố tôi gọi là chuẩn bị tôi cho làm cái việc này. Nhưng mà trước đó, để tôi kể cái chuyện lúc đó, bố tôi không muốn tôi làm những việc tôi làm ngày hôm nay. Là thì vì tôi nhớ có một chuyến đi, chúng tôi bị chặn đường, rồi bố tôi một hai bảo tôi phải chạy, nghĩa là bỏ đi để bố ở lại. Tôi nhất đến nhất quyết tôi không chịu, tôi nói không, con ở với bố, con không làm chuyện đó được. Rồi sau khi đó họ tới, nhưng mà không, lúc đó bây giờ chưa gì cả, xong nói chuyện với bố tôi là dọa thôi. Rồi lúc mà họ đi đó, bố tôi giận, bố tôi giơ tay lên định, gọi là đánh tôi đấy, đánh đỡ cho ăn đòn. Thì tôi cúi đầu tôi xin lỗi bố tôi, nhưng mà trước khi bố đánh tôi xin hỏi, xin phép bố tôi cho hỏi hai câu hỏi. Một là hai câu hỏi, tôi nhớ cái câu hỏi đầu tiên là những gì mà bố nói với con ngày xưa lúc còn nhỏ: thù cha nợ nước không tha thứ được, cái đó là lý thuyết hay là sự thật? Thì bây giờ bố tôi mới nói đó là sự thật con Tú. Thì rồi tôi mới nói nếu mà sự thật thì con là người lính tình nguyện đi chết. Lúc bấy giờ bố tôi cười, thì bố tôi lặp lại những gì tôi nói ngày xưa. Như vậy là con, ý con nói là con người lính ngu và tú. Tôi nói vâng bố, lính ngu đi tình nguyện đi chết. Rồi tôi nhớ lúc bấy giờ thì bố tôi mới nói từ cười tới cái khóc là tại sao? Là vì bố tôi biết bố tôi không thể làm bộ phận của một người cha để bảo vệ người con nữa. Bố tôi biết chuyện đó, bố tôi nói là tủ bố không thể bảo đỡ vợ, không thể bảo vệ được con. Con đừng làm việc này, đừng làm việc những việc bố nói. Thì tôi mới nói với bố, bố có nghĩa là bố có kêu con không có làm chọn chữ hiếu, cái chữ hiếu là đạo con, không ai được quyền cấm con làm cả. Mới đặt cái câu hỏi lại, tôi hỏi bố nếu mà bà nội bị như vậy thì bố làm sao, bố bỏ chạy hay là sao? Thì bố nói không. Thì con cũng vậy, nếu mà con nghe lời bố có nghĩa là con cũng súc vật rồi, nhưng nó khác, con súc vật với cái người nó khác. Nhưng mà tôi vì mặc dù trưởng thành ở Mỹ 42 năm, nhưng mà tôi có cái bản chất văn hóa Việt Nam nhiều hơn anh. Tôi ráng chi giữ cái đó, tại vì nhờ một phần là cũng nhờ bố tôi. Thì lúc bấy giờ bố tôi thay vì yêu cầu hay là dọa đánh tôi, thì ngược lại bố tôi không năn nỉ nữa, mà chúng tôi thôi bố biết nếu mà bố nằm xuống bố mất đi nữa con cũng làm, thôi để tôi bố chuẩn bị con cho ngày hôm nay. Trong những cái việc mà bố tôi chuẩn bị là cái việc đầu tiên là bố tôi dỗ tôi bằng cách là bố tôi hứa, nói với tôi phải hứa sau khi bố nằm xuống con phải đủ mọi cách phải rời cái cộng đồng Việt Nam, không quay mặt cho lại cộng đồng Việt Nam cho đến khi nào cái giờ chín mùi thì mới làm. Cái giờ chín mùi có nghĩa là bố tôi biết lúc bấy giờ sau khi mà nằm xuống là Việt Tân họ sẽ viên ở Việt Tân hóa hết những cái đài truyền thông tôi gọi ngày nay là lá cải, rồi từ đó họ tạo ra cái ngộ nhận cho cái cộng đồng, cho người da trắng thấy là họ là một đảng chính trị bằng cách là họ vô bộ ngoại giao này kia. Điều đó trước trước đầu tiên là họ phải Việt Tân hóa cái truyền thông Việt Nam, rồi là lẫn trộn vào trong cái cộng đồng Việt Nam, tạo ra cái ngộ nhận, họ đưa mấy người đó vào đó, chính trị gia được đưa vào đó ảnh hưởng trong quốc hội. Thì lúc bấy giờ bố tôi đã biết chuyện đó sẽ có. Rồi bố tôi có nói là ông Hoàng Cơ Minh sẽ thất bại. Khi mà thất bại đó, cái chuyện mà bố tôi lo nhất là những người mà kháng chiến quân lúc đó chưa có, nhưng mà bố tôi biết sẽ có cái chuyện đó. Sau khi thất bại cho đó là lúc bấy giờ ông Hoàng Cơ Minh là có tiếng. Còn nếu mà ông Hoàng Cơ Minh nằm xuống không còn tiếng nữa, có nghĩa là làm sao mà họ đi kiếm miếng? Thì bằng cách là họ phải dựng lên những cái gọi là cách mạng màu ở trong Việt Nam bây giờ. Bằng cách là gì? Là họ sẽ khai thác mà những cái thành phần mà họ coi là thành phần bần cổ nông, để dùng người người đó tôi gọi cái mồi, để họ khai thác cái mồi, sau khi xong họ vứt cái mồi đó đi không cần nữa. Đó là cái nguồn tài chính của Việt Tân ngày nay rất là nguy hiểm, và cũng dùng cái nguồn đó để họ dùng đó để lợi dụng trục lợi cái đó để họ vào quốc hội bộ ngoại giao. Đây là cái việc tôi đang làm và có nhiều việc tốt, sau này tôi chia sẻ, chưa chưa thuận để chia sẻ được. Tôi đã nhìn thấy những cái đó. Tại sao tôi đợi mấy chục năm nay là cái điều rất là đơn giản. Tôi ngồi đó tôi đợi, tại tôi mong một trong cái việc mà bố tôi với chúng tôi nói chuyện đó là phải để cho Việt Tân mà sống với người quốc nội và hải ngoại để họ thấy cái rõ mặt
của cái bản chất của băng đảng Việt Tân Ma là ai? Là băng đảng chứ không phải là đảng chính trị. Rồi sau khi mà họ thất là thất thế nó còn vào. Mà trước đó đó là thật ra năm 1990, 91, 94 và 95 đã có nhiều người gọi liên lạc tôi, đó là nhà báo Mỹ, toàn là nhà báo Mỹ, mấy cái đài lớn, nhưng mà tôi không bằng đò, bằng bằng lòng cho ai phỏng vấn hay là làm những cái cuốn phim đó, tại vì tôi nghĩ lúc bấy giờ vẫn còn là băng đảng Việt Tân vẫn còn mạnh, thành ra tôi nói không, để đợi đợi họ thất thế và rồi tôi mới vào. Mời anh.